Cô chào tất cả các con. Chào mừng các con đến với lớp học của cô Hảo. Hôm nay, cô và các con lại tiếp tục đến với môn toán lớp 2, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp tục bài 62, tiết 3, phép trừ có nhớ trong phạm vi 1.000, phần luyện tập. Qua tiết học này, cô sẽ cùng các con ôn tập về phép trừ có nhớ và không nhớ trong phạm vi 1.000, ôn tập về tính nhẩm các số tròn trăm và các trường hợp tính toán có hai dấu phép tính. Bây giờ cô mời các con mở sách giáo khoa ra. Trang 94, chúng mình cùng học bài nhé. Bài số 1, đọc cho cô yêu cầu bài tập. Bài 1 yêu cầu chúng mình tính theo mẫu. Cô mời các con quan sát mẫu. Mẫu 800 cộng 200 bằng 1.000. 1.000 trừ 200 bằng 800. 1.000 trừ 800 bằng 200. Quan sát phần mẫu này, chúng mình có nhận xét gì? Đây là phần bài toán liên quan đến phép tính cộng và phép tính trừ. Các con nhìn thấy, người ta lấy kết quả của phép tính cộng trừ đi một số hạng thì sẽ tìm ra số hạng còn lại. Ví dụ, lấy 1.000 trừ 200 thì bằng 800. Và 1.000 trừ 800 thì bằng bao nhiêu nhỉ? Bằng 200. Đây là mối liên hệ giữa phép cộng và phép trừ. Lấy tổng trừ đi một số hạng thì được số hạng còn lại. Các con ghi nhớ quy tắc này để thực hiện những bài toán về sau nhé. Bây giờ chúng mình hãy vận dụng quy tắc và thực hiện cho cô giáo phần A và phần B vào vở bài tập của mình. Dừng video lại và các con thực hiện nào. Chúng mình đã có đáp án của mình chưa? Bây giờ cùng so sánh kết quả với cô nhé. 300 cộng 700 bằng 1.000. 1.000 trừ 300 bằng 700. 1.000 trừ 700 bằng 300. Phần B nào? 400 cộng 600 bằng 1.000. 1.000 trừ 400 bằng 600. 1.000 trừ 600 bằng 400. Chúng mình có làm ra kết quả giống cô không nào? Như vậy là cô và các con vừa hoàn thành xong bài tập 1 rồi đấy. Bài tập 1 này có dạng số bị trừ là 1.000 và số trừ là các số tròn trăm có 3 chữ số. Chúng ta sẽ dựa vào mối liên hệ giữa phép cộng và phép trừ để tìm ra kết quả này một cách nhanh nhất. Đó là lấy tổng trừ đi một số hạng thì được số hạng còn lại. Các con hãy ghi quy tắc này ra vở công thức để chúng mình ghi nhớ nhé. Nhắc lại cho cô một lượt nữa, quy tắc này nào. Lấy tổng trừ đi một số hạng thì được số hạng còn lại. Vừa rồi, chúng mình đã được ôn tập cách tính nhẩm các phép tính trừ số tròn trăm có 3 chữ số, đúng không nào? Bây giờ, cô và các con sẽ cùng nhau chuyển sang bài tập tiếp theo. Bài 2. Số. Trên màn hình, cô có hai dãy tính. Mỗi dãy tính gồm có hai dấu phép tính. Và nhiệm vụ của các con là thực hiện phép tính theo chiều mũi tên để tìm ra kết quả ở những hình, ở những ô trống người ta cho. Được chưa nhỉ? Các con có hiểu đề bài không? Bây giờ cô thực hiện mẫu nhé. Chúng ta có là gì? 231 cộng 263 bằng 494. Vậy cô điền kết quả 494 vào ô hình tam giác. Tương tự như vậy, cô phải lấy kết quả của phép tính đầu tiên, thực hiện phép tính trừ cho 175 để tìm ra kết quả của ô trống tiếp theo. Các con hãy dừng video lại và thực hiện vào vở bài tập của mình. Chúng mình đã có đáp án của mình chưa nhỉ? Bây giờ cùng so sánh kết quả với cô nhé. 494 trừ 175 bằng 319. Hai số cần điền ở dãy số thứ nhất là 494 và 319.
Dãy tính thứ hai là dãy tính gồm có một phép tính trừ và một phép tính cộng. Chúng ta cũng thực hiện phép tính theo chiều mũi tên. 362 trừ 171 bằng 191. 191 cộng 90 bằng 281. Chúng mình có thực hiện ra kết quả giống cô không nào? Cô khen những bạn nào đã thực hiện đúng. Các con ạ, vậy là bài tập 1 này, bài tập 2 này giúp các con ôn lại kiến thức gì? Đúng rồi, bài tập 2 giúp các con ôn lại trường hợp phép tính cộng, phép tính trừ có nhớ và không nhớ trong phạm vi 1.000. Qua bài tập giúp các con rèn luyện kỹ năng tính toán nhanh hơn đấy. Bây giờ, cô và các con sẽ cùng nhau chuyển sang bài tập tiếp theo. Bài tập 3. Ở bài tập này, chúng mình sẽ được vận dụng cách thực hiện phép tính trừ có nhớ trong phạm vi 1.000 vào thực hiện giải bài toán có lời văn. Bây giờ, cô mời các con đọc cho cô yêu cầu bài tập. Dừng video lại và các con thực hiện. Các con đọc nhẩm theo cô nhé. Kết thúc Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 30. Đoàn thể thao Việt Nam giành được 288 huy chương gồm vàng, bạc và đồng. Trong đó có 190 huy chương bạc và đồng. Hỏi, đoàn thể thao Việt Nam giành được bao nhiêu huy chương vàng? Bây giờ, các con hãy suy nghĩ và phân tích đề toán cho cô nào. À, bài toán cho biết, đoàn thể thao Việt Nam giành được 288 huy chương, gồm huy chương vàng và huy chương bạc và huy chương đồng. Trong đó thì có 190 huy chương bạc và đồng. Bây giờ, bài toán hỏi gì nhỉ? Đúng rồi, bài toán hỏi đoàn thể thao Việt Nam giành được bao nhiêu huy chương vàng? Bây giờ, chúng mình hãy suy nghĩ và tóm tắt bài toán này ra vở nhé. Dừng video lại và các con thực hiện. Chúng mình đã tóm tắt xong chưa nào? Đây là phần tóm tắt có lời văn của cô. Các con ạ, số lượng các huy chương trong bài tập chính là thành tích thực tế của đoàn thể thao Việt Nam khi tham gia Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 30. Đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 288 huy chương. Trong đó thì huy chương bạc và huy chương đồng gồm có 190 huy chương, còn lại là huy chương vàng. Bây giờ bài toán yêu cầu chúng ta tìm số huy chương vàng mà đoàn thể thao Việt Nam giành được. Để thực hiện được phép tính này, các con sẽ thực hiện phép tính gì? À, để các con dễ hình dung hơn thì cô có cách tóm tắt thứ hai, đó là tóm tắt bằng sơ đồ đoạn thẳng. Các con quan sát, cô có một đoạn thẳng. Đoạn thẳng này biểu thị số huy chương đoàn thể thao Việt Nam đã giành được. Đó là 288 huy chương. Bây giờ bài toán cho biết tiếp này, huy chương bạc và huy chương đồng giành được là 190 huy chương. Đây là một đoạn thẳng thể hiện số huy chương bạc và huy chương đồng. Bây giờ bài toán hỏi số huy chương vàng là bao nhiêu thì phần còn lại chính là số huy chương vàng. Như vậy chúng ta sẽ phải tìm phần này, đúng không nào? Và để tìm được số huy chương vàng thì các con sẽ phải lấy tổng số huy chương ban đầu trừ đi số huy chương bạc và đồng mà đoàn thể thao Việt Nam đã giành được thì chúng ta sẽ tìm được số huy chương vàng còn lại, phải không nào? Bây giờ chúng mình hãy suy nghĩ và thực hiện bài tập vào vở nhé. Sau khi thực hiện xong, các con hãy mở video lên và so sánh kết quả với cô. Chúng mình đã có đáp án chưa nào? Cô có câu lời giải. Đoàn thể thao Việt Nam giành được số huy chương vàng là phép tính 288 trừ 190 bằng 98 huy chương. Đáp số 98 huy chương. Chúng mình có thực hiện ra kết quả giống cô không nào? Các con hãy kiểm tra lại cả phần lời giải và phần kết quả nhé. Như vậy là chúng ta vừa thực hiện giải bài toán có lời văn liên quan đến phép tính trừ có nhớ trong phạm vi 1.000. Vậy,
Ngoài cái câu lời giải như thế này, chúng ta còn câu lời giải nào khác hay hơn nữa không nhỉ? Có nhiều cách trả lời trong bài toán có lời văn, phải không nào? Có thể chúng ta sẽ trả lời là gì? Số huy chương vàng đoàn thể thao Việt Nam giành được là. Hoặc có số huy chương vàng là. Nói chung, trong một bài toán các con hãy lựa chọn câu lời giải nào hay và phù hợp nhất để chúng ta ghi nhé. Bây giờ cô và các con sẽ cùng nhau chuyển sang bài tập tiếp theo. Một bài tập rất là thú vị các con ạ. Trên màn hình, cô giáo có 3 chiếc áo và 3 phép tính. Số ghi ở đằng sau mỗi chiếc áo là kết quả của phép tính. Và biết rằng số ghi ở đằng sau áo đỏ là số lớn nhất và số ở đằng sau áo vàng là số bé nhất. Còn lại là số ghi ở đằng sau áo xanh. Các con hãy suy nghĩ và tìm cho cô xem số ghi ở đằng sau mỗi chiếc áo là bao nhiêu nhé. Và để thực hiện được bài toán này thì các con phải làm gì? Đúng rồi, để thực hiện được bài toán này thì chúng ta phải thực hiện tìm kết quả của từng phép tính cho trên màn hình. Sau đó chúng ta sẽ nối kết quả của phép tính với cái chiếc áo tương ứng. Bây giờ chúng mình hãy dừng video lại và thực hiện vào vở bài tập của mình nào. Các con đã có kết quả chưa nhỉ? Bây giờ cùng so sánh kết quả với cô nhé. 231 trừ 125 bằng 106. 425 trừ 330 bằng 95. 526 trừ 400 bằng 126. Bây giờ chúng mình hãy dựa vào dữ kiện bài toán cho. Đó là số ghi ở đằng sau áo đỏ là số lớn nhất, số ghi ở đằng sau áo vàng là số bé nhất. Chúng mình hãy chọn và nối các số tương ứng với từng chiếc áo. Số lớn nhất trong 3 số này là số nào nhỉ? Đúng rồi, đó là số 126. Vậy số ghi ở áo đỏ là số 126. Số bé nhất trong 2 số còn lại là số bao nhiêu? Đúng rồi, là số 95. Như vậy, số ghi ở áo vàng là 95. Và số ghi ở áo xanh là số còn lại? 106. Cô khen, các bạn đã có kết quả đúng và chúng mình làm nhanh. Bạn nào còn nhầm thì các con xem lại nhé. Như vậy là qua bài tập 4 này giúp các con ôn lại kiến thức gì? Đúng rồi, bài tập 4 giúp các con ôn lại kiến thức cách thực hiện phép tính trừ có nhớ và không nhớ trong phạm vi 1.000. Ngoài ra, các con còn được ôn tập cách so sánh các số trong phạm vi 1.000 thông qua bài tập và cách trả lời câu hỏi đấy. Bạn nào còn lúng túng trong việc so sánh thì các con luyện tập lại cách so sánh thật nhiều nhé. Và nhắc lại cho cô cách so sánh nào. Đúng rồi, chúng ta sẽ bắt đầu so sánh từ hàng cao nhất. Đầu tiên, số nào có nhiều chữ số hơn thì số đó lớn hơn. Số nào có ít chữ số hơn thì số đó bé hơn. Chúng ta bắt đầu so sánh từ hàng trăm với, có nghĩa là hàng cao nhất với những số có các chữ số bằng nhau. Ví dụ như số 126 và 106, đúng không? Hàng cao nhất là hàng trăm, ta so sánh bằng 1, đều bằng 1 này. Hàng chục ở số 126 là 2, hàng chục ở số 106 là 0. Vậy 2 lớn hơn 0 nên 126 lớn hơn 106. Đó là cách so sánh cô vừa ôn lại cho các con. Bạn nào không nhớ thì chúng ta luyện tập lại với nhiều bài tập hơn nhé. Bây giờ cô và các con sẽ cùng nhau đến với bài tập tiếp theo. Hãy đọc cho cô yêu cầu bài 5. Bài 5 yêu cầu các con làm gì nhỉ? Đúng rồi, bài 5 yêu cầu các con là hãy giúp robot tìm phép tính sai trong bức tranh và sửa lại cho đúng. Trong bức tranh này, robot đã thực hiện 3 phép tính trừ. Nhưng bạn Mai nói rằng cậu tính sai rồi. Các con hãy cùng thực hiện lại các phép tính này và giúp hai bạn tìm ra kết quả đúng cho từng phép tính nhé. Chúng mình
dừng video lại và các con thực hiện vào vở bài tập của mình nào. Các con đã có đáp án của mình chưa? Bây giờ chúng mình cùng thực hiện với cô nhé. Phép tính đầu tiên, 762 trừ 70. Kết quả bằng 692. Vậy, phép tính đầu tiên kết quả bạn robot làm đúng. Phép tính thứ hai, 529 trừ 130 bằng 399. Như vậy, phép tính hai này đúng hay sai nhỉ? Đúng rồi, phép tính thứ hai bạn robot làm nhầm rồi. Còn hãy rút bạn robot sửa lại nhé. Và phép tính cuối cùng, 430 trừ 50 bằng 380. Phép tính cuối cùng bạn robot làm đúng chưa? À, phép tính này robot làm đúng rồi đấy. Như vậy là robot đang làm nhầm ở phép tính thứ hai. Các con vừa thực hiện được các phép tính trừ có nhớ trong phạm vi 1000 và giúp bạn Mai chỉ ra phép tính sai cho robot. Các con ạ, như vậy cô và các con đã vừa hoàn thành tiết học ngày hôm nay rồi. Qua tiết học này giúp các con ôn tập về phép trừ có nhớ và không nhớ trong phạm vi 1000, ôn tập về tính nhầm các số tròn trăm và cách tính toán trong trường hợp có hai dấu phép tính. Ngoài ra, các con còn được vận dụng vào giải các bài toán thực tế. Chúng mình nhớ ôn lại kiến thức và thực hiện thật nhiều để làm tốt dạng toán này nhé. Bây giờ, tiết học của cô đến đây là kết thúc rồi. Nhớ bấm đăng ký kênh của cô để chúng mình theo dõi những bài giảng tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các con.